Vâng và hiện tại thì bây giờ đang là buổi trưa của ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 và buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có hẹn với mọi người là trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở vị trí đường cầu sang thủ lô cùng với một số cặp xiên hai để cho mọi người tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay và ngày hôm qua thì mình cũng có lên cho anh em về vị trí đường cầu sang thủ lô và đường cầu xiên hai lúc 12 giờ trưa thì chúng ta cũng chiến thắng được đối chính là cái vị trí của cặp lô 4224 ở vị trí cặp 424 thì nó trả vào cho mọi người là con số 42 và chúng ta chiến thắng được cặp số thứ hai nữa đó là cặp 7557 và 75 thì nó ra khá là rực rỡ nó ra tới hai nháy và con số 57 thì chúng ta cũng có luôn. Những anh em nào mà theo dõi trên kênh của mình buổi trưa ngày hôm qua thì cũng đã nhận biết được khá là rõ rồi. Và đường cầu xiên 2 chúng ta cũng chiến thắng được hai cặp trên 4 cặp. Đó chính là hai cặp 42 với con số 75 và con số 42 với con số 57. Những ai mà chưa theo dõi được thì mọi người có thể là quay trở lại với cái video buổi trưa ngày hôm qua, mình đã phân tích cho anh em khá là kỹ. Và mình sẽ phân tích lại cho mọi người mới theo dõi trên kênh của mình Cái đường cầu của vị trí nó chạy như sau Đầu tiên là về vị trí của đường cầu 7557 Thì đây là một cái sự kết hợp của giải đặc biệt và giải 5 Giải đặc biệt thì mọi người quan tâm đến cho mình Đó chính là con số đầu tiên Kết nối với con số thứ hai nằm trong bộ số thứ sáu của giải 5 Cái vị trí này xuất hiện cho số 5 Bên trên xuất hiện số 7 Chúng ta kết hợp với nhau chúng ta có vị trí của 7557 Tiếp tục ở vị trí đường cầu thứ hai Là cái cặp 4224 ở vị trí cặp 424 thì nó là một cái sự kết hợp của giải nhì và giải ba hai cái vị trí này chúng ta đều luận con số thứ hai của bộ số thứ hai và bộ số thứ ba xuất hiện là con số 4 và con số 2 nó kết nối thì chúng ta có 4224 thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì anh em đã trả về con số 42 Đó, một số ấy, bạn khán thính giả bình luận là không có 42 anh em có thể là theo dõi lại kỹ một lần nữa cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua nhá đây có con số 42 đây mọi người nhá đó anh em theo dõi kỹ thì mọi người có thể thấy được Và vị trí 42 thì nó ra ở bộ số giải 3 đây này Đó con số 42 đây này Rồi thì tiếp tục uh, quay trở lại với những cái cặp song thủ lô Và những cái vị trí của diện 2 cho buổi chiều ngày hôm nay Và chúng ta phân tích đường cầu đầu tiên Đó chính là về vị trí của đường cầu giải đặc biệt kết hợp với giải G5 Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn này Giải đặc biệt chúng ta lựa chọn con số đầu tiên này Tiếp tục xuống giải 5 chúng ta lựa chọn là con số thứ hai của bộ số thứ 6 Lần lượt xuất hiện con số 4 và con số 5 Rồi chúng ta kết hợp với nhau Ở Chúng ta sẽ có cho mình Cặp 4554 Vậy cặp số đầu tiên cho buổi chiều ngày hôm nay Mọi người có thể lưu lại cho mình Đó chính là cặp song thủ lô 4554 Rồi anh lại con mình một chút nha Mình sẽ xem xét qua đường cầu này Để nhận biết cho anh em những cái tỷ lệ phần trăm ở đầu, tiên thống kê cầu cặp thì hiện tại cái vị trí của cầu cặp 4554 thì ngày hôm qua nó cũng đã ra rồi và nó ra là con số 54. Và nhận định đây là một cái cầu lô rơi. Tổng biên độ lượt về của nó khoảng một tháng gần đây là 18 lượt. Với cái tỷ lệ này thì nó không cũng có nói chung là ở mức khá thôi. Và chúng ta cũng không phải quan ngại về cái vấn đề này đâu. Tiếp tục là thống kê trên từng con số 1 thì ngày hôm qua 54 nó đã ra rồi. Và chúng ta xem qua một chút là con số 45. 45 hiện tại thì nó không bị gan Cộng với lại cái đầu 4 ngày hôm qua nó ra cho anh em hai con số là con số 42 con số 44. Đều ở cái vị trí đuôi của nó là đuôi chẵn, đuôi nhá. Bởi vì 42 nhá, đuôi của nó đuôi hai đuôi chẵn này. Kép 44 thì của nó đuôi 4 thì cũng là đuôi chẵn này. Vậy nên mà lựa chọn con số 45 ấy, nó là đuôi lẻ thì cũng cực kỳ là dễ ra dành cho ngày mai. Và cái tỷ lệ lượt về của con số 45 thì nó cũng không có quá nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Đấy chính vì vậy thì nếu mà để nghiêng hơn về con số này thì mọi người có thể tập trung cho mình vào cái con số 45. Nhá. Yeah. Rồi đây là nhận định cặp số đầu tiên. Tiếp tục mình sẽ nhận định cho mọi người đường cầu thứ hai trong vị trí cầu lô. Đây là một cái sự kết hợp của giải nhì và giải ba. Giải nhì thì mọi người quan tâm đến cho mình là con số thứ hai của bộ số thứ hai. Cái vị trí này xuất hiện cho anh em là con số 8. Tiếp tục xuống giải ba chúng ta cũng lại quan tâm đến con số thứ hai của bộ số thứ ba. Xuất hiện con số 9. Vậy nó kết nối với nhau chúng ta có vị trí của 898. Tiếp tục đánh giá qua cặp số này. Thì hiện tại 898 thì ngày hôm qua không có. Cái biên độ của nó cũng khá là đẹp anh em ạ. Cái biên độ của nó chia trong khoảng một tháng gần đây nhá. Nó cứ cách 3 ngày nó lại ra một đợt, cách 2 ngày nó lại ra một đợt và có một cái khoảng thời gian là bắt đầu từ cái ngày đoạn cái ngày mùng 8 tháng 12 cho đến cái ngày 13 tháng 12 hôm đó là nó cái biên độ của nó lâu nhất là 4 ngày thôi Nó chưa đạt nên một cái khoảng thời gian nào nó bị gan cả Nó ra cực kỳ đều Nên chính vì vậy thì cái cặp 898 kể cả là Trong cái thời gian gần đây thì Nó cách 1-2 ngày nó ra Nhưng mà nó ra cái biên độ đều Chúng ta vẫn có thể là chơi mạnh tay bình thường cặp số này Ok Để mà kết giữa hai con số này Thì chúng ta nhìn nhận có một chút này Đầu 8 ngày qua dạng khá là dày đấy anh em ạ 98 thì cách đây mới ngày hôm kia nó cũng đã ra rồi Và với cái nhìn nhận của quan điểm cá nhân mình Thì mình vẫn đang thiên hướng cho anh em về con số 98 cho buổi chiều ngày hôm nay Đó thì hai cặp số thì mình đều lựa chọn cho anh em một con số kết hơn hẳn Tí nữa thì mình kết hợp với nhau thì mình cũng sẽ đưa ra cho một người cái cặp xiên 2 nó nó hoàn chỉnh hơn nhá. Bây giờ chúng ta đã có cái sự kết hợp rồi, chúng ta cũng đã có cái đường cầu vị trí xong thủ lô thứ hai rồi, thì bây giờ chúng ta kết hợp xiên 2 với nhau này chúng ta có đầu cặp số đầu tiên mình sẽ viết cái cặp số kết trước thì mọi người sẽ có cho mình là con số 98 kết hợp cho mình với cái vị trí con số 45 đây là cái cặp số mà đánh ngôi sao hy vọng cho mọi người đây là cái cặp số anh em cần chú ý là con số 98 và con số 45 đó mọi người thể lưu lại cho mình cái chú ý này tiếp tục thì mình sẽ đưa ra cái cặp số thứ hai đó chính là con số 98 mọi người kết hợp cho mình con số 54 cặp số này cũng khá là sáng rồi hai cặp số cuối bây giờ mọi người chỉ cần đảo ngược lại cho mình thôi. Đây là con số 89 kết hợp với 45. Và con số 89 kết hợp với con số 54. Ok. Rồi thì à, vừa qua thì mình cũng đã phân tích cho anh em về vị cầu lô và cầu xiên. Và ngày hôm qua trên Zalo chúng ta cũng chiến thắng khá là rực rỡ. Nói chung tất cả mọi người ở cầu lô và cầu xiên thì mình đều chốt giống nhau. Đây, anh em thể thấy ngày hôm qua mình chốt cho anh em lúc 3 giờ chiều đây. À mình có chốt cho mọi người là cặp lô vip là 75 và con số 81. Thì chúng ta được là con số 75 và con số 81 thì nó cũng có mà 75 ra hai nháy. Và cũng mừng hơn nữa là chúng ta lại được cả xiên 2 bởi vì mình nhấn mạnh cho anh em là những anh em nào chơi xiên thì anh em chơi cả cặp đó cho mình luôn. Đó chính là cái cặp 78, mình xin nói là 75 và 81 này này. Đó thì chúng ta cũng ăn được xiên 2. Đó thì cũng xin chúc mừng tất cả mọi người. Và còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ là quan trọng Thì những anh em nào một buổi chiều ngày hôm nay mọi người chưa có số chơi Hay là cái phương pháp chơi của mọi người chưa ok, chưa hiệu quả Thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình Cái thời gian từ giờ đến Tết thì nó cũng khá là gần với tất cả anh em rồi thì cá nhân của mình mình sẽ luôn luôn cố gắng đầu tiên là đồng hành cùng em ở trên kênh nói chung và trên Zalo nói riêng. Thứ nhất là về những cái con số, thứ hai là về những cái phương pháp chơi. Và để đồng tiện cũng như là đồng nhất làm việc tất cả mọi người ở đây nhất thì mình chỉ dùng một số Zalo đó chính là 0379 419 và nếu dùng Zalo thì mọi người liên hệ qua Zalo còn không thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại cho mình đều được anh em nhé không vấn đề gì cả đều là mình chốt và dù là con số nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ hỗ trợ anh em 100 là phí sau giờ quay rồi thì đó cũng là một số cái lưu ý cho tất cả mọi người đang theo dõi video đây và thời lượng của video thì mình cũng xin kết thúc và chúc mọi người là xem video thứ nhất là thật là vui vẻ Thứ hai là buổi chiều ngày hôm nay anh em thắng lớn với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay là những cái con số mình đưa ra. Và tiếp tục là hẹn mọi người ở buổi tối ngày hôm nay. Cầu đề thì mình cũng đã đăng tải buổi tối ngày hôm qua rồi mọi người nhá. Ok, chào tất cả anh em.